Trong phần trước, Như Lai đã mang theo con trai của La Hầu đến thiên cung. Điều này đã dẫn động ra một trận đại chiến. La Hầu cho triệu tập tất cả đấu sĩ tại Phế Đô để tổng tấn công lên thiên cung. Ngoài ra, hắn cũng đã liên lạc với ba vị vương còn lại. Đại quân Atula nhanh chóng nhảy lên thú cưỡi phi hành. Trong lúc này, đại quân của ba vị vương khác cũng đang hành quân khởi nghĩa. Bốn vị vương bay đến hội họp để thảo luận. Bọn họ cũng đang nghe đến chuyện thiên thần bị chia rẽ làm hai thế lực là Quang Minh và Ám Ảnh. Bọn họ không thích ám hồn, càng không đề cao bọn chúng và không hứng thú thảo phạt những kẻ sa đọa, cho nên đã lựa chọn phía quang hồn để tấn công. Trận hành quân của Atula quá khổng lồ và hùng hậu. Mỗi lần bay qua một lãnh địa tự trị nào đó đều khiến cho tất cả yêu quái phải bất ngờ. Tất cả Atula đều xuất động, xem ra thiên hạ lại sắp xảy ra một kiếp nạn lớn rồi. Phía thiên thần sớm đã nhận được tin tức nên đế Thích Thiền cũng đã cho triệu tập tất cả chúng thần đến trước cung điện để phân phó. Việc nghênh chiến Atula là nhiệm vụ hàng đầu, tuyệt đối không thể để bọn chúng bước vào thiên cung một bước. Ông giao quyền chỉ huy trận chiến cho Sát Tâm Quan Âm. Sát Tâm bắt đầu phân phó chiến thuật, bốn vị vương chia làm bốn đường tấn công. Bọn họ phải mượn khí lưu thuận gió của dãy núi cao ở nhân gian thì mới có thể lên thiên cung được, cho nên hắn muốn bố trí quân đội đánh chặn ở biên giới. Tam Nhãn Thần Tướng chủ động nghênh chiến đại quân của Uyên Vương. Chi Quốc Thiên chặn đánh đại quân Khổ Vương Bà Trĩ, Quảng Mục Thiên Vương chặn đánh đại quân Trảm Vương. Còn Như Lai và Sát Tâm sẽ cùng nhau nghênh kích đại quân của Cuồng Vương. Cứ theo phân phó mà làm, đại quân thiên thần ồ ạt xuất động tiến ra ngoài. Điều không ngờ đến là kẻ địch lại tới nhanh hơn tưởng tượng. Nhìn thấy thiên cung đang gặp nguy hiểm, Đạo Đức Thái Tôn đã không còn đứng phía trung lập nữa. Lão ta tạo ra nhiều bức tường thành kiên cố ngăn cản thế công. Các thiên binh nhảy xuống bức tường để sàn đội hình. Tam Nhãn Thần Tướng cầm thương bước lên phía trước Khô Hào Tướng sĩ nghênh chiến. Đại quân của Uyên Vương ồ ạt lao về phía tường thành, đám thiên binh cũng lao ra ngoài chém địch. Hai bên giằng co kịch liệt, Tam Nhãn Thần Tướng dùng sức mạnh một mình cọ sát với mấy chục người phe địch. Hắn bỏ phát thần kỹ để lùi tất cả những kẻ đang tiến lại gần. Nhất đẳng đấu sĩ của Atula cũng không đỡ nổi một kích. Điều này làm cho đại quân của Uyên Vương cũng cảm thấy nản chí. Có hắn ở đây chặn đường, bọn họ căn bản không thể tấn công. Thế là bọn chúng phải chuyển sang kế hoạch tấn công tầm xa bằng cung tên. Một màn mưa tên xả về phía thiên binh khiến rất nhiều binh lính ngã xuống. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Tam Nhãn nhanh trí hô hào tướng sĩ lập đội hình đứng chụm lại với nhau, ngăn cản tất cả cung tên. Ở chiến tuyến khác, Chi Quốc Thiên cũng đã dẫn quân dàn đội hình trên tường thành để kháng địch. Đại quân của Bà Trĩ chơi bài xả ra một lượng lớn chất độc. Thiên binh bị trúng độc lập tức mất đi khống chế, đầu óc điên loạn, không còn khả năng chiến đấu nữa, thậm chí còn nảy sinh ảo giác và tự chém giết lẫn nhau. Rất may là bốn vị kim cao nhanh chóng có mặt, xua tan khí độc và lấy lại thế trận. Phía Tăng Trường Thiên Vương thì đang đối đầu cùng đại quân của Trạm Vương, bởi chúng cũng có vài tên khá ghê gớm. Thiên thần bị giết như gà, Tăng Trường Thiên Vương đành phải sử dụng ra thần kỹ. Ông triệu hồi ra 32 cái trống, rồi dùng sức đập mạnh vào từng cái. Tất cả trống cùng nhau bạo phát sóng âm, sấm sét ngăn cản thế tấn công của Atula. Trong thời gian ba hướng đang phải kháng địch, thì phía Như Lai và Sát Tâm lại nhàn nhã. Nguyên nhân là đại quân của Cuồng Vương đến muộn một chút, đổi lại thì bọn chúng đều là tinh nhuệ của Atula. Chắc chắn sẽ xảy ra một trận khổ chiến. Sau nhiều thời gian chờ đợi thì đại quân Phế Đô cũng đã tới. Đối mặt với thế công hùng hậu, các thiên binh lập tức dương cung bắn ra một trận mưa tên. Nhưng trận mưa tên này cũng chỉ làm chậm được quân địch một chút. Bọn chúng ồ ạt nhảy lên tường thành rồi bắt đầu tàn sát. Vì phe địch có chiến lực mạnh mẽ nên Sát Tâm đã bổ sung thêm lực lượng bằng cách điều các tướng sĩ mặc chiến giáp ra ngăn cản. Kim giáp thần binh vừa phòng thủ mạnh mẽ vừa có sức chiến đấu rất cao. Đấu sĩ Atula đối đầu với nó vô cùng chật vật. Sát Tâm cũng không đứng yên quan sát, hắn đi xuống chiến trường để tham chiến, dùng sức mạnh của mình đánh bại vô số đấu sĩ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là quân tiên phong của Atula mà thôi. Phía đằng sau còn rất nhiều tiếp viện, phe địch chia làm nhiều hướng tấn công. Hôm nay tinh nhuệ thiên cung đều dùng hết, không còn khả năng phòng thủ nữa. Như Lai được yêu cầu đi qua các chiến tuyến khác kiểm tra, nếu như có gì không ổn thì có thể hỗ trợ. Còn Sát Tâm thì sẽ ở lại để ngăn cản La Hầu. Vài chục tên đấu sĩ cùng nhau lao ra về phía Sát Tâm, đình hái xuống cái đầu của hắn. Hắn ta bạo phát thần kỹ đánh ra vài trăm bàn tay đẩy lùi toàn bộ đấu sĩ Atula, khiến cả đám rơi xuống tường thành. Nhưng vừa mới đẩy lùi được màn tấn công đầu tiên, thì màn tấn công tiếp theo đã nổ ra.
Lần này La Hầu đã đến. La Hầu chào hỏi bằng một luồng kinh lực chém về phía bức tường, khiến tường thành bị phá hủy một mảng lớn. La Hầu nhảy lên tường thành. Sau một lời chào hỏi ngắn gọn thì La Hầu cũng xách đao xông lên tấn công. Chuyển cảnh về phía Tàn Nhãn. Tàn Nhãn không hổ là thần tướng bất bại. Hắn một mình lao ra ngoài ngăn cản toàn bộ những kẻ đang bén mảng lại gần. Vừa có thể tấn công cận chiến, vừa có thể tấn công tầm xa bằng cách phóng ra nhiều luồng kinh lực. Có hắn tỏa chấn, đại quân của Uyên Vương bị ngăn cản hoàn toàn. Cuối cùng thì Uyên Vương cũng đã đến. Giữa hai người từng có nhiều trận giao thủ và được coi là kẻ thù chuyển kiếp của nhau. Uyên Vương cũng từng ăn thịt nhiều vị thần tướng. Chỉ duy nhất Tam Nhãn là chưa biết mùi vị như thế nào vì cô chưa thể đánh bại được Tam Nhãn. Cũng vào thời điểm này, Khổ Vương Bài Trí và Tràm Vương cũng đã đi tới Trường Thành. Sự có mặt của bọn họ khiến hàng phòng thủ của Thiên Cung bị đánh tan. Sức mạnh của Vương vô cùng đáng gờm. Quảng Mục Thiên Vương bị Tràm Vương bón hành vào mồm. Sát Tâm chỉ một mực tránh né. Cuồng Vương thì điên cuồng tấn công, lấy sức lực đè ép thần lực. Sát Tâm Quan Âm phải triệu hồi ra vài chục cánh tay ngăn cản thanh đao, nhưng dưới sức mạnh quá khủng khiếp của La Hầu, cánh tay đã bị phá hủy. Sát Tâm nhanh trí biến thành nhiều cánh hoa tránh thoát khỏi công kích. La Hầu lại chém ra nhiều luồng kinh lực, khiến cho Sát Tâm bị ba vết thương. Sau đó La Hầu lại dùng tốc độ sấm sét vòng qua phía sau bổ số một kích. Sát Tâm cũng phản ứng rất nhanh, hắn ngưng tụ thần lực thành một kết giới ngăn cản. Tiếc rằng kết giới lại không thể đỡ nổi một cú bổ đầy uy lực của Cuồng Vương. Nếu vị đại thần này trọng thương, Thiên Cung sẽ mất đi sức mạnh rất lớn, mà hàng phòng thủ cũng sẽ bị công phá. Không thể để cho điều đó xảy ra được, Bảo Linh Thượng Tôn phải ra mặt ngăn cản La Hầu. Cô yêu cầu La Hầu đưa quân đội của mình quay về, nếu không cô sẽ tự tay tiêu diệt hắn. Dùng bằng lời để thuyết phục rất khó để đạt được hiệu quả. La Hầu không những không nghe mà còn tấn công ngược lại vị tôn giả này. Nhưng lần này, hắn đã gặp phải tảng đá cứng rồi. Linh Bảo Thượng Tôn chỉ dùng một thanh kiếm đã nhẹ nhõm ngăn cản được tất cả đòn tấn công. Điều này làm cho La Hầu cũng phải bất ngờ và hỏi thăm cô là thần thánh phương nào, vậy mà lại có thể giao thủ với mình một cách nhẹ nhõm như vậy. Bảo Linh Thượng Tôn ngừng tụ sức mạnh vào bàn tay, rồi tác động vật lý vào người La Hầu. Chỉ với một lần phản công, vị cuồng vương dũng mãnh của Atula đã bị đánh bay về sau. Tuy nhiên đây mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi, sức mạnh của La Hầu có thể nói là không có giới hạn. Và cuộc chiến giữa hai bộ tộc sẽ đi về đâu? Kết quả sẽ ra sao? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến tập phim tiếp theo nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo!